Ok, xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn chúng ta cái cách code với ngôn ngữ lập trình C. Bài đầu tiên là cái việc input vào ra dữ liệu. Okay. Chúng ta sẽ làm một cái thư mục mới để chúng ta lưu trữ vào hôm nay. Rồi, chúng ta sẽ tạo ra một cái file ở đây, tạo một cái file. Ví dụ như chúng ta sẽ tạo ra một cái file là hello world.c. Thì tôi sẽ giới thiệu qua cho các bạn cái cấu trúc của một cái chương trình C đã sẽ gồm cái gì. Đầu tiên là chúng ta sẽ có thằng include stdio.h. Thì cái dòng đầu tiên này, đây là cái thư viện vào ra dữ liệu stdio input output, thư viện vào ra. Ok, cái dòng thứ hai của chúng ta là cái email. Cái dòng email đây là gì? Với bất kỳ một cái chương trình nào đấy của chúng ta mà chúng ta lập trình thì đều sẽ có một cái điểm bắt đầu chạy của cái ứng dụng đó. Thì cái email này đây nó sẽ đại diện cho cái điểm bắt đầu của chương trình và tất cả công lệnh nó sẽ bắt đầu chạy từ bên trong của email này. Bây giờ chúng ta sẽ có return, tôi sẽ viết một cái return đây, return không đi. Okay. Đấy, đây là cấu trúc của một cái chương trình C. Lúc chương trình C chúng ta sẽ gồm cái gì? Đầu tiên là chúng ta sẽ gồm các cái thư viện. Các thư viện này phục vụ cho cái nhu cầu chúng ta viết code ở trong làm mềm và các cái function khác. Ở đây chúng ta là thư viện đầu tiên, cái thư viện vào ra chứa những cái hàm vào ra như scan, print, get, push, đấy, những cái hàm để liên quan đến đầu vào và đầu ra của dữ liệu, hiển thị ra console, rồi thì nhập dữ liệu toàn phím vân vân. Ok. Ngoài ra thì nó sẽ còn thêm các khá nhiều các thư viện khác, chúng ta sẽ tìm hiểu dần dần vào những cái buổi sau. Ví dụ như chúng ta sẽ có cái thư viện liên quan đến chuỗi này, thư viện liên quan đến library, ví dụ như chúng ta có thể làm đây là match.hash, thư viện liên quan đến toán học, vân vân. Chúng ta sẽ có rất nhiều các loại thư viện khác nhau. Thì các bài tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách sử dụng các thư viện đấy và các cái hàm bên trong các thư viện tương ứng. Hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu với nhau cái sự đơn giản thôi, đây là cấu trúc của một cái dự án bằng ngôn ngữ lập trình C, và chúng ta sẽ tìm hiểu vào hai cái hàm vào ra dữ liệu cơ bản. Đầu tiên là cái hàm print app như này. Ok. Như này. Ok. Xếp một cái. Ok, đây là cái đầu tiên là cái hàm print. Hàm này có tác dụng là gì? Hàm này là hàm in ra một cái thông báo trong cặp nháy kép. Ở đây cái dòng thông báo chúng ta in ra trong cặp nháy kép đây là hello world. Hello world. Ok. Đấy, cái dòng đơn giản là như này thôi. Đấy, nó sẽ ship lại và nó chạy. Và chúng ta run code một cái. Thì các bạn sẽ nhìn thấy đây. Đấy, cái dòng thông báo nó in ra là hello world. Ok. Đây là cái dạng đầu tiên của chúng ta. Đầu tiên là bây giờ chúng ta muốn in ra một cái dòng thông báo như này. Bây giờ tôi, ngoài việc tôi muốn in ra một cái dòng thông báo, một cái thông điệp rất đơn giản là nó không có bất kỳ một cái dữ liệu đầu vào nào cả. Thì bây giờ chúng ta có thể là in ra, chẳng hạn như bây giờ tôi muốn in ra điểm của bạn A chẳng hạn. Điểm của bạn A bằng 10 chẳng hạn. Thì trong này, chúng ta có hai cách. Cách đầu tiên vẫn này thôi. Print s, trong này nó sẽ chuyển vào đây là điểm của bạn A là 2 chấm và chúng ta cho là 10 như thế này cũng được. Đây là một cách chúng ta có thể in ra như này. Cách thứ hai là chúng ta để làm gì? Để cái điểm bạn A này của chúng ta lúc này nó đang là 10 nhưng lúc khác nó có thể là 9, là 8.
thì nó còn một cách thứ hai là chúng ta sẽ truyền vào đây một cái giá trị. Thì cách thứ hai chúng ta làm như sau. À đây, thì chúng ta sẽ vẫn tương tự như vậy, điểm của bạn A rồi chấm, và chúng ta sử dụng một cái chúng ta sẽ sử dụng một cái đơn giản, đây là chúng ta sẽ sử dụng một cái để chúng ta truy cập được vào. Đấy, ví dụ ở đây chúng ta sẽ vào đây một số chẳng hạn 10 như này. Đấy, ok, như này có nghĩa là gì? Như này có nghĩa là cái giá trị 10 này của chúng ta nó sẽ được truyền vào đúng cái vị trí mà nó có cái phần trăm d này, d này như vậy. Và chúng ta có thể thêm tiếp nữa. Đấy, ví dụ là 10 này, phẩy một cái tiếp tục là phần trăm d một cái nữa, hai chấm như này. À, chúng ta lại tiếp tục thêm một cái số 9 này nữa. Thì ở đây chúng ta sẽ có gì? Cái 10 này nó sẽ được truyền vào cái vị trí đầu tiên, và cái số 9 này sẽ được truyền vào vị trí thứ hai. Vì vậy là chúng ta sẽ thấy là các cái giá trị truyền vào đây chúng ta nó sẽ được ngăn cách nhau bởi dấu phẩy. Các bạn thấy là giá trị đầu tiên của chúng ta là phẩy 10, giá trị thứ hai là phẩy 9. À, tương tự như vậy chúng ta có thể làm nhiều hơn cái khác nữa. Đấy, chúng ta tiếp tục là phần chấm d. Thì đây chúng ta lại tiếp tục có thể là gì? Phẩy 20 hoặc là phẩy 7 như này. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ làm gì? 10 truyền vào cái đầu tiên, 9 truyền vào cái thứ hai, 7 truyền vào cái thứ ba. Đấy, đây là cái cơ chế mà chúng ta làm dữ liệu và chúng ta truyền cái các cái thông tin này vào trong cái thông điệp của chúng ta. Về lưu ý một chút nữa là cái thông điệp của chúng ta ở đây nó sẽ phải được viết trong cái cặp nháy kép. Trong cặp nháy kép như này. Đấy, ok, tôi có thể xếp lại và tôi chạy. Đấy, các bạn thấy là gì? À, chúng ta có hello world này, điểm là 10 này, xong lại điểm là 19, 7. Thì các bạn thấy là gì? Ờ, các cái thông báo của chúng ta nó đang bị in ở trên cùng một dòng, đang in trên cùng một dòng. Vì vậy là chúng ta sẽ muốn là ngắt các cái thông báo này ra thành các dòng khác nhau để chúng ta dễ nhìn hơn, đúng không? Vì vậy là chúng ta sẽ cần thêm một cái nữa ở đây để ngắt dòng. Chúng ta có một cái ký pháp đặc biệt là chúng ta sử dụng dấu xuống n như này. Đấy, xuống n như này. Đấy, xuống n đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là xuống dòng. Ok, vậy chỗ này chúng ta có thể là gì? Xuống n này. À, chỗ này chúng ta lại tiếp tục là xuống n này. Chỗ này chúng ta nhớ cái xuống n này của chúng ta nó phải được viết ở trong cái cặp nháy kép chứ không phải để viết ra bên ngoài này. Đấy. Và các cái thông tin truyền vào của chúng ta thì là viết ra bên ngoài cặp nháy kép, nó sẽ được truyền vào bên trong như này. Ok, xếp lại một chút và tôi chạy lại run code lại. Đấy, các bạn có thấy gì? Các dòng của chúng ta nó đã gì? Nó đã xuống các dòng rồi. Đấy, dữ liệu chúng ta có các thông báo nó đã xuống các dòng khác nhau. Ok, tuy nhiên các bạn nhìn thấy ở đây là cái giá trị của tôi này, đấy, nó khá là dày và tôi muốn là nó có khoảng cách ra. Thì ở đây chúng ta làm nha, thì để căn cái khoảng cách thì chúng ta có thể sử dụng ở đây. Ví dụ ở đây tôi sẽ sử dụng là 6 này. Rồi tiếp tục tôi sẽ ở đây tôi sẽ viết lại cho các bạn sẽ thấy là có sự khác biệt như sau. 6 này, đây tôi cho nó là 10 này, đây tôi cho nó là 12 này, tôi cho nó là 2 thôi. Đấy, tôi sẽ xếp lại và tôi chạy. Đây các bạn thấy là gì? Đây nó có khoảng cách này. Khoảng cách này. Ok. Vậy cái 6, 10, 12, 22 đây là cái gì? Cái phần trăm 6D đây có nghĩa là nó sẽ cung cấp cho chúng ta 6 cái ô. 6 cái ô. Đây là 6 ô. 6 ô để chúng ta truyền cái giá trị này chúng ta có thể hiện trên 6 ô. Nếu như cái dữ liệu của chúng ta ở đây nó không đủ 6 ô thì những ô đằng trước của chúng ta đây nó sẽ là khoảng trắng. Đấy, tương tự như thằng này đấy, nó sẽ có thừa đến tận 9 ô khoảng trắng. Thằng này thừa là 1 ô khoảng trắng. Chưa? 1 ô khoảng trắng. Còn cái đây, này tôi sẽ như này để các bạn thấy là nó đúng là thừa 1 ô. Xếp lại. Ok. Các bạn thấy này, đúng 1 ô luôn. Đấy, đúng 1 ô khoảng trắng. À, bây giờ tôi thấy thằng này là 2 đúng không? Bây giờ tôi sẽ cho số này là 7, 8, 9, 1, 2. Một số nó dài hơn. Dài hơn 2 thì sao? Nếu như nó dài hơn 2 thì sao? Dài 2 các bạn thấy là gì? À đây. Nếu như mà nó vượt khỏi cái số lượng ký tự cho phép. Ví dụ đây nó là 2D, tức là nó sẽ là có 2 ô. Thì nó sẽ ghi đủ các ký tự ra.
Thì đây chính là hàm print. Hàm print của chúng ta là chúng ta in ra các thông báo, in ra thông báo như này. Và để in thông báo thì chúng ta ngoài việc là chúng ta in đầy đủ như này thì chúng ta có thể là sử dụng thêm các cái con số, để chúng ta in ra một cái giá trị, và có cả những khoảng trắng để chúng ta căng cho nó đều. Thì trong cái trường hợp này thì nếu như mà chúng ta cái giá trị chúng ta in ra nó vượt quá cái con số mà chúng ta thể hiện ở này thì nó sẽ in đủ các con số. Ở đây chúng ta sẽ thêm một cái nữa, một cái ví dụ nữa để các bạn rõ hơn cái này. Bây giờ chúng ta sẽ in một số thực đi, in một số thực. Ở đây chúng ta sẽ in một cái giá tiền đi, là 2 chấm. Ở đây tôi sẽ lấy là phần trăm F ở bên ngoài này. Tôi sẽ dùng nó là 123456.1234. Tôi lấy một cái ví dụ như này, tôi chấm phải. Đây tôi cũng sẽ cho nó là số n đi để cái hàng sau nó sẽ xuống dọc, chúng ta dễ dùng. Ok. Các bạn thấy là gì? Đây nó in cho chúng ta. Và các bạn sẽ nhìn thấy đây nó có bao nhiêu số. Đây tất cả nó sẽ là có 6 số sau dấu thập phân. Và đằng trước chúng ta có 6 số như này. Ok. Thế bây giờ chúng ta sẽ mong muốn là tôi chỉ muốn in đến 1 2 3 4 thôi. Chứ tôi không muốn in đến hai con số 0 này, hai số 0 này không có ý nghĩa. Vì vậy chúng ta sẽ làm gì ở đây? Thì để in số thực thì chúng ta có thể có một số cách như sau. Đầu tiên tôi sẽ lấy là 10.4 chẳng hạn. Như thế này, 10.4. Tôi xếp lại. Đấy, chúng ta sẽ chạy nhé. Chạy xong tôi sẽ giải thích cho các bạn. Đấy, ok. Các bạn sẽ thấy là gì? 10.4 thì đây là 6 số. Tôi cho là 15 đi. Cho nó vượt qua con số chúng ta để xem nó là chạy như nào. Ok. Đấy, các bạn sẽ thấy là gì? Đầu tiên là tổng số ký tự của chúng ta đây nó là 11. Và chỗ này chúng ta sẽ thừa ra là 4 ô. Vậy có nghĩa là gì? Cái số 15 đằng trước này là tổng số ký tự chúng ta có thể in được. Đấy. Vì ở đây chúng ta sẽ có là 6 số cộng với 4 số cộng với 1 cái dấu chấm. Đó là 11. Vậy là chúng ta sẽ thừa 4. Đấy, số 15 đằng trước đây là tổng số. Cái số 4 đằng sau dấu chấm này này là tôi đang thể hiện ra là 4 cái ô tôi cho phép hiển thị ở đằng sau dấu thập phân. Thì tôi sẽ không muốn 4 nữa, tôi chỉ muốn 2 thôi. Hai thôi xem nào. Ok. Rồi, thì nó sẽ chỉ in ra là có 2 thôi. Như này. À, bây giờ tôi sẽ thay số này đi. Tôi thay số này bằng 7. Như sao? Rồi, chạy lại một chút. Đấy, bạn thấy là gì? À, lúc trước nó không phải là 2 nữa. Nó không phải là số 2 nữa. Mà nó là gì? À, là 3. Bởi vì là nó sẽ làm tròn. Vậy là nếu như mà cái số này nó từ 5 trở lên này. Đấy. Từ 5 trở lên thì nó sẽ làm tròn lên cho chúng ta. Làm tròn số lên cho chúng ta. Và nó in ra cái kết quả. Đấy. Vậy là chúng ta đã xong cái hàm print. Hàm print chúng ta đơn giản như vậy thôi. Chúng ta sẽ có gì? Cái đầu tiên là trong hàm print này chúng ta chắc chắn có một cái thông điệp. Cái thông điệp của chúng ta nó được nằm ở trong dấu nháy kép. Và chúng ta hoàn toàn có thể truyền các cái giá trị vào trong cái thông điệp của chúng ta bằng cách là chúng ta sử dụng các cái người ta được gọi là cái format của tham số. Mà tham số đây phần trăm D là dành cho số nguyên, phần trăm F ở đây là dành cho số thực kiểu float, Và ngoài ra thì chúng ta ngoài việc là chúng ta in trực tiếp thì chúng ta có thể thêm các cái con số ở đây để chúng ta xác định cái độ rộng của giá trị chúng ta in. Trong trường hợp mà nó không đủ, dữ liệu chúng ta không đủ thì nó sẽ thay bằng khoảng trắng. Còn trong trường hợp mà thừa thì nó sẽ in tất cả cái thông tin của chúng ta. Đấy, các bạn lưu ý một chút như vậy. Ok. Rồi, đây là hàm print. Tức là gì? Tức là chúng ta đang in ra ngoài màn hình cho người ta nhìn thấy. Tuy nhiên thì trong cái nhu cầu của người dùng thì bao giờ người ta cũng sẽ có cái nhu cầu là gì? Nhập cái dữ liệu vào. Tại vì chúng ta không có dữ liệu nhập vào thì chúng ta cũng sẽ không thể in ra được, đúng không nhỉ? Vậy là để tôi nhập được vào thì tôi cần một cái đại lượng để làm gì? Để chúng ta có thể lưu trữ được cái giá trị. Vì vậy chúng ta sẽ có một thằng thứ hai, đó chính là biến ở đây là gì? Biến đây là một cái đại lượng có thể thay đổi. Ví dụ tôi dùng cái biến kiểu nguyên đi, biến a được gắn bằng 10, tức là tôi có một cái biến a được gắn bằng 10, giá trị ban đầu của biến a. Đấy. Thì tôi có thể in cái biến a trước. Đấy. Giá trị của biến a chậm. Ở đây chúng ta nhớ này, sử dụng cái phần trăm
chấm D. Ở bên ngoài này thì chúng ta sẽ có là A. Chấm phẩy như này. Thì ở đây lúc trước là chúng ta đang dùng gì? Chúng ta đang dùng các cái giá trị đúng không? Thì bây giờ tôi thay vì tôi dùng giá trị, tôi có thể thay bằng gì? Bằng cái biến. Cái biến mà nó đã được cả giá trị rồi. Là như thế này. Thì chúng ta hoàn toàn sẽ in ra được. Tôi sẽ comment tất cả những cái dòng code mà tôi đã viết lại để chúng ta dễ theo dõi những cái phần đằng sau hơn. Ok. Chúng ta chỉ còn một cái duy nhất là cái giá trị biến A thôi. Đấy. Các bạn sẽ nhìn thấy là gì? Giá trị biến A là 10. Tức là gì? Tức là lúc này khi mà tôi chuyển một cái hàm print như này, có nghĩa là gì? Có nghĩa là đầu tiên nó sẽ tìm đến thằng A. Thằng A ở đây tôi sẽ lấy ra được là ok, A đang có giá trị ban đầu là 10 và nó sẽ lấy giá trị 10 đấy nó truyền vào trong trong phần chấm D. Ok, bây giờ tôi giả thử tôi sẽ không cho giá trị nữa. Thử như này. Thì sao? Run code một cái. Đấy, ok, vậy A bằng 0. Vậy là gì? Nếu như chúng ta không khai báo giá trị cho biến A thì nó sẽ nhận giá trị mặc định. Ở đây, biến. Ở đây chúng ta sẽ có là kiểu nguyên. Hay chính xác hơn là kiểu int thì giá trị là không, đấy, là không, ok, đấy, chúng ta hoàn toàn có thể in ra được kết quả chúng ta mong muốn. Rồi, bây giờ tôi sẽ quay lại giá trị a bằng 10. Tôi sẽ tiếp tục a được gắn bằng 20. Thì tôi in ra xem giờ a nó sẽ tăng giá trị bằng bao nhiêu. Ok, đấy, ok, bây giờ nó là bằng 20. Vậy là gì? Vậy ở đây có nghĩa là cái biến này, cái giá trị mà biến a này nó có thể thay đổi trong quá trình mà chúng ta làm lập trình, chúng ta code để nó có thể thay đổi đi được. Và khi mà chúng ta tính toán thì cái biến này nó sẽ thay đổi trong cái quá trình chúng ta tính toán. Ok, đấy là tác dụng của biến, tức là lưu trữ giá trị và có thể thay đổi trong quá trình tính toán. Và bây giờ tôi sẽ làm một cái hàng tiếp theo, đó là nhập giá trị cho biến A từ bàn phím. Tôi sẽ nhập từ bàn phím. Thì tôi làm như nào? Tôi nhập bàn phím thì chúng ta sẽ có cái từ khóa là scan như này, và chúng ta cũng sẽ có tham số truy cập là phần trăm d. Đấy, hàm print của chúng ta cũng dùng phần trăm d và hàm scan chúng ta dùng phần trăm d. Ở đây thì chúng ta có thể dùng là và a. Ok, chúng ta đang nhắc đến một khái niệm và a. Vậy khái niệm và a là cái gì? Tôi cũng sẽ làm tương tự cho các bạn. Đấy, tôi sẽ làm như này. Tôi tiếp tục rồi print, nhưng bây giờ tôi không print cái giá trị của a nữa mà tôi print cái thằng và a. Ok, run code cả. Rồi, ok, giá trị của biến a là trừ bao nhiêu đây. Đấy, ok. Ok, thằng này tôi sẽ không dùng phần trăm d nữa, tôi dùng phần trăm f đi. Đấy. Rồi, ok, ở đây nó sẽ in ra một cái chuỗi dài như này. Ok, tôi sẽ sụp n và sụp xuống để chúng ta dễ nhìn. Sụp n. Rồi, ok. Vậy là đây chúng ta đang in ra đó là cái và a ở đây đó chính là địa chỉ ô nhớ đang lưu trữ biến a. Địa chỉ ô nhớ đang lưu trữ biến a của chúng ta. Và chúng ta sẽ nhập vào, khi mà chúng ta dùng hàm scan đây này, là chúng ta sẽ nhập giá trị, nhập cái giá trị vào cái địa chỉ ô nhớ đang lưu trữ cho biến a. Đấy, ok, hàm scan này như vậy. Bây giờ tôi sẽ có thể là print lại cái giá trị a của chúng ta đã như này, để chúng ta biết xem cái kết quả chúng ta làm đúng hay sai. Đấy, tôi sẽ run code như này. Ok. Ok, tôi sẽ run code. Đấy, giá trị biến a bắt đầu tiên của chúng ta là bằng 20. Sau đó tôi nhập cái giá trị là 45 vào đây. Enter một cái. Vậy là nó sẽ in ra là gì? A bằng 45, tức là gì? Cái giá trị tôi in ra đây là cái giá trị tôi đã nhập vào cho biến a. Đấy. Vậy là chúng ta đã tôi đã giới thiệu cho các bạn hai cái hàm đầu tiên, cái hàm rất cơ bản và được dùng rất nhiều trong MongoDB,
đó là hàm print. Hàm print đây là hàm chúng ta sẽ in ra cái thông báo ra ngoài màn hình có show như này. Và cái hàm thứ hai là hàm scan, giúp cho chúng ta là gì, nhập dữ liệu đầu vào từ trong bàn phím. Thì các thành phần đằng sau thì tôi sẽ có những cái video khác để hướng dẫn các bạn. Video này của chúng ta sẽ tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái phần chia sẻ của tôi. Nếu như có thắc mắc gì thì các bạn có thể comment ở bên dưới bình luận của video. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.